Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Văn Thực năm Anh 12 tuổi. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Đại Tiệc Giáng Sinh. Các bạn ơi, trong tháng 12 này còn có một ngày rất là đặc biệt nữa đấy. Các bạn có biết đó là ngày gì không nào? Đó là ngày Noel hay còn được gọi là ngày Giáng Sinh nữa đấy. Là ngày sinh nhật của Chúa Giêsu. Trong mùa Giáng Sinh mình được đi chơi này, đi trang trí cây thông Noel này và đi vẽ người tuyết nữa đấy. Và mình được ông già Noel tặng cho rất nhiều quà. Mình rất thích ông già Noel tặng cho mình một quyển truyện Conan. Còn các bạn thì sao? Các bạn được ông già Noel tặng cho những gì nào? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.